Mà chị xe em có rồi. Đã có gia đình không thể quên bổn phận mình. Câu chi lè lòng em hiểu quân, nhưng chúng ta biết phải làm sao. Thôi thì đành chỉ chuyện trò trên Facebook mà em được chị thương tình như một đứa em. Chị thương em bởi vì em vui tính, cuộc sống thế nào lòng vẫn cứ vô tư. Hai chị em ta có cùng chung sở thích, dù cực khổ thế nào vẫn ta dành cho em bằng tất cả chân tình. Tuy chị em ta mọi người một cuộc sống, người thì ở thành, kẻ ở tận thôn quê. Phải khi mình đã có chuyện chị em từng hôn kiếp trước nên vừa gặp, trong lòng em thương mến. Nếu em mến thương xin em hãy hứa với chị một điều trước lúc rời xa. Anh Thu Nguyễn chuẩn bị đi nghỉ đây. Hãy nói đi em những lời chị đang ước mong. Mai chị xa rồi, em phải trở về. Lời em trao nghe thật ấm lòng, ca
cách xa chẳng ngại, nhưng gần kề bên có em. Em ơi chị em ta vừa mới quen biết nhau qua thời gian quá ngắn, nhưng chị đã xem em như đứa em gái tình thâm mà chị yêu quý nhất. Chị cảm nhận được em là người nhân hậu, ăn nói thiệt thà rất mật hiền lương. Em nhớ mãi ngày gặp gỡ đầu tiên, chị em ta chạy xe ra tận bài đất trong, để chị em ta tự do ca bài giống cổ cải lương mà chẳng ai phiền. Anh Nguyễn Phương rồi tới anh Sơn đây cầu một hồng, không có thì mãi Nguyễn Tính nha. Lại có giọng hát y như nghệ sĩ thanh kim quê. Em cứ dừng vô tư chi bài cuộc đời không ai có nỗi khổ, đâu ai muốn mình nghèo hèn hay cực khổ đâu em. Đã kết tình chị em thì nên chia sẻ, giờ cũng chắc phù hoa chỉ hào phóng bên ngoài. Dù cho mình có xa nhau, chị em mãi mãi chung niềm đam mê. Hay quá chị Thị Tiên, cảm ơn chị với nhà đường like em nhé. Chúc chị buổi tối ấm áp trong gia đình nhé. Cảm ơn cái nhà yêu cổ vũ cho chị em.